Cái này là cái điện thoại bàn bật lửa nha anh. Cái này là cái bật lửa điện thoại bàn đây, nó độc lắm, nó có radio nữa ha. Bật lửa đây, bật lửa nó xài xăng đá nha anh, đó nhảy khỏi che ha. Đó, bật lửa xài xăng đá, nó là tai nghe, cái là cái điện thoại này thấy không, nó là cái đây bằng đồng nè, cái này là bằng đồng hết, thanh ngang bằng đồng hết, cái phần nhựa là cái phần ốp bên ngoài thôi ha, chừng ở trong nó bằng đồng hết, bật lửa bằng đồng, phía trong bằng đồng, thanh bắc ngang cũng bằng đồng, cái này cũng là bằng đồng ha, đó này cũng là bằng đồng, chỉ có cái nhựa là cái ốp bên ngoài thôi. Đó, bỏ lên đây ha, nó full box, full box, full full luôn cái miếng mút zin của nó, kèm tai nghe zin của nó, kèm tai nghe zin của nó, tại tai nghe đây làm gì, tai nghe đây nghe đài radio lắc em làm clip, kèm catalog của nó ha, catalog có sơ đồ bản bản mạch của nó luôn đây, đây ha, kèm catalog của nó, hộp của nó, hộp zin của nó nè, hộp zin của nó, đó, này, hộp zin của nó ha, zin của nó luôn ha. Rồi ở đây là nó có radio, radio của nó đây ha, cái nút này là nút nguồn, vừa là nút nguồn và vừa nút là âm thanh luôn, em mở nút nguồn lên đó, nó là vừa nút lớn nhỏ luôn, em giờ em mở lên rồi ha, còn cái nút này nút ra đài đó. Xuống thì tôi nhớ nhất là bác sĩ Thư, là bây giờ là chủ tịch công đoàn của tôi ấy, À, có đó nút nút chuẩn bị sẵn một ít đó, khăn tang. đó nút này nút ra đài, nút ra đài ha. Đó, cái này Tôi nút ra thấy cho những người nhà đó, nút này lớn nhỏ xịt cái khăn lên đầu để đưa xuống dưới nghĩa trang bên điện, thì đó, lớn là nhỏ ha, có nhiều vừa là người. lớn nhỏ vừa là nút tắt luôn, bây giờ em tắt đó ha. Rồi ngay đây là cái này là tai nghe zin của nó nè, tai nghe zin của nó là vẫn nghe được nha mấy anh. Đây đó, em mở lớn lên ha. Đó, nó ta nghe đài vẫn nghe được dài ha. Đó, hàng đọc cho man sưu tầm luôn. Đó, nó to nha man, này ha, nó to so với cái thuốc đây, thì nó to bằng cái điện thoại vậy đó, nhưng mà nó là cái bật lửa để bàn ha, hàng rất là VIP.